Tà đa, anh nhớ nó sẽ vô. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Tốt và Chuyện của mình là Cúi Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá phần tiếp theo của bộ Dragon Ball Full Color nha các bạn. Thì trên màn hình của các bạn đây là Dragon Ball Full Color phần 6 tập 1 cho các bạn. Phần 6 là phần Ma Bu nha. Thì đây chính là cái phần cuối cùng trong Dragon Ball luôn nha các bạn. Mình và các bạn cùng chiêm ngưỡng tập 1 trước khi mình review tiếp hơn về phần chuyện này nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tập 1 này có gì các bạn. Thì tập 1 này chúng ta sẽ được tặng hai cái các bạn. Một cái là bó cạc hoặc cái standard ha, tặng ngẫu nhiên các bạn. Và tập truyện này mình đã rút được là cái bó cạc nha. Mình muốn standard hơn nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ được một cái phần bì rồi. Bì rồi được cán bóng là mờ khá xịn sỏi các bạn. Cái bộ này được rất là đầu tư nhưng giá khá là chát nha các bạn. Giá là 77.000 các bạn. Đây là phần mặt trước nè, phần gái nè, phần gái màu hồng nha các bạn. Phần mặt sau nè, tuổi là 13 cộng nha các bạn. Đây mình để cái phần bìa rời sang một bên. Đây là phần bìa phía trong, đây được tô màu ha, và toàn bộ bên trong sẽ là full color ha, đúng cái tên Dragon Ball full color ha, tất cả đều là trang màu hết ha các bạn. Ước gì ở bên One Piece hoặc là Conan sẽ có thêm cái này ha, mà chắc là khó các bạn. Bây giờ Conan đã lên hơn là 100 tập rồi, còn One Piece là hơn 100 tập rồi, rất là khó lên ha các bạn. Mà sắm cái bộ về chắc cũng cả chục triệu ạ. Rồi em mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ giúp mình. Nếu video này sau một tuần đạt được 3.000 view, mình sẽ dành tặng cho 6 bạn ha. Mỗi bạn một phần chuyện là phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5, phần 6 do các bạn tùy chọn nha. 6 bạn, mỗi bạn được chọn một phần quà nha. Các bạn nhớ like, subscribe và comment một con số hit phía dưới. Và nhớ con số hit lần này của mình là 1, 2, 3. Xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo.